Chào bác Cầm nhá, lâu lắm. Chào bác Cầm, chào chị Cầm Cao à? Hoàng Anh. Bác Cầm lên cho một tháng là một năm là bác phải đóng bao nhiêu tiền thuế nhà này, bao nhiêu tiền thuế xe này, tiền chi phí để sử dụng một cái xe này, bao nhiêu tiền thuế thân này, đấy có ba cái loại thuế đấy bác kể đấy. Còn thuế thuế hàng hóa thì không nói nhá. Nhớ sao hết cho bà kể, trời tụi bánh nó tụm lum Ba hết cái loại thuế thôi. Một là thuế nhà này, hai là thuế sử dụng một trơn cái phương tiện để ô tô để đi lại này, tương ứng với của em này, thứ ba nữa là thuế thân, tức là thuế thu nhập cá nhân đấy. Đấy có ba loại thuế thôi, còn thuế tiêu dùng hay bất kỳ một cái loại thuế gì thì bọn em không nói nữa. nói chung là rất là nhiều thuế mà không có thể kể hết được, tại vì thuế trường học, thuế học đường, thuế xe, Không, thuế ý điện. là anh Cường hỏi bố ba cái loại đó thôi, ví dụ nhà của bố là một năm đóng bao nhiêu tiền, với lại cái xe của bố chạy đó là một năm một tháng thì trung bình chi phí khoảng bao nhiêu vào cái con xe đó. Đầu mà nó nhận lắm, tại vì cái xe Lexus mà cho nên ra mà Lexus Lexus của bãi đi 460, nó nặng mỗi lần một năm, phải một năm nếu bấm thuế cái stamp đó, nó gọi là sticker thuế cầu đường, mình gửi ra mình gọi thuế cầu đường đó, như là 400-500 đồng, 400-500 đô một năm đó. Rồi còn khi mua xe cũng đóng thuế nhiều lắm, rồi nó tung tùm lum thuế, bây giờ mình kể ra quá nó nhiều lắm. Và nó một cái khác nữa thì ở Mỹ này là cái xác suất thuế nó rất là cao, nói chung là đóng thuế rồi mình nói đơn giản là bây giờ mình đi làm công nhân đi, mình đi làm công nhân thì ở trong đó đã trừ thuế, khi đồng tiền mình đã lấy về là mình đã trừ thuế rồi, em phải đóng thuế trước khi mình lấy tiền mặt mình xài, mình đóng thuế trước không bao giờ đóng thuế sau. Ở Mỹ nó còn là phải lấy, nó lấy thuế là nó lấy trước bất cứ cái gì đóng vậy. Tất nhiên là mình đi vô trong chợ siêu thị mình mua hàng cũng vậy, nên có nghĩa là nó mà khi mình đưa rồi ship mình tính tiền là nó đã đánh thuế rồi, nằm trong đó mẹ rồi, trong người ship nó ghi rõ ràng. Mình đi chợ đi búa đi mua đồ bất cứ đồ gì thì nó cũng đánh thuế rất rẻ. Thuế nhà Nên là, tiếp theo thuế nhà bác, thuế nhà như bác sao ở đây một năm thì cái thuế của cái ở cái nhà của bác ấy một năm này để mà được ở nhà đấy thì là phải đóng bao nhiêu tiền thuế cho nhà nước để về tiền nhà. thuế nhà thì một năm, nếu cái nhà tư ta có hai căn nhà, một cái nhà thì nhà lớn thì đóng năm như vậy khoảng 7-8 ngàn, 7-8 ngàn, 7-8 ngàn đô. 7-8 ngàn là một trăm năm mươi Nhà triệu nhỏ ấy thì nhỉ. 3-4 ngàn, không có nhà không có này mà không có thuế cả, ở Mỹ là phải chấp nhận cái điều đó. Ví dụ như một cái nhà mà khoảng độ đóng 4.000 tiền thuế một năm, xít xít trăm triệu tiền thuế, Đúng nghĩa là rồi, Việt Nam đây một năm thì đóng 1 triệu đồng tiền thuế thôi, Việt triệu Nam mà đồng cái với gì một nó trăm cũng lần nó rẻ. gấp nhau 100 lần đấy. Nói một cách khác á, thì ở Mỹ Việt Nam cũng xem giống nhau, nhưng mà ở cái thuế Việt Nam nó là đối với Mỹ là nó không có nghĩa địa gì cả. Thí dụ như bây giờ mình mua Đức một căn nhà và mình đóng trăm tên trước bạ ra công chứng các cái rồi mình đóng thuế đã Đức luôn, thì cái chuyện là mình không trả góp rồi chuyện thì đúng rồi. Nhưng mình ở đó thì một năm mình cứ thuế đất mà thuế đi điện cạch á, thì Việt Nam mình đóng thầm một năm có mấy trăm đồng, có mấy trăm ngàn, có 200-300 ngàn gì đó. Nhưng mà thằng Mỹ á, ác lắm mà, đồ qua mày trả tiền hết rồi, mày làm chủ cái nhà rồi mày cũng chưa phải lãi đâu, một năm phải đóng tiền thuế rồi cũng mấy ngàn, mấy cũng mấy ngàn đô tiền đất á, tiền dùng thì số thổ thì số thế thổ trạch á đó. Bọn dân Và nó bọn bọn sọc ba que ở bên đấy là nó không bao giờ nó nêu ra cái việc tiền thuế đâu, mặc dù nó rất cao nhưng không bao giờ dám nêu đâu anh, nó chỉ vào đấy là tài sản của nó thôi, phải đóng thuế nó không bao giờ nói. cái đúng bọn sọc không cái người bọn vậy mua nói ở cho trong nói nước cái vấn đề nó nghịch lý như vậy nè, tức là nhà nước trước cái giờ bao cấp á thì nó chưa bao giờ khen, và hiện nay cũng rất là nhiều cái vấn đề bao cấp, nhưng mà cái vấn đề bây giờ ví dụ như giáo dục rồi sắp tới ví dụ hướng tới là y tế và ví dụ như là xăng thì theo giá thị trường đó thì bắt đầu là chúng lại khóc như cha chết kỳ cục kìa, là trước tới giờ được bao cấp cho sung sướng rồi, cái gì cũng rất là rẻ, cái gì cũng rất là thấp, đúng rồi. là khóc như cha chết. Bây giờ thì nếu mà anh thích phải không, thích phải không thì cho mấy anh tự lo lấy,
Thì đương nhiên là theo cái giá thị trường, thì thị trường như thế nào thì Việt Nam như thế đấy. Và có cái chuyện mà cái chuyện nghịch lý mà tụi nó cũng không có hiểu, cũng như là cố tình không hiểu nè, là hôm nay giá của thế giới là 100 đô la một thùng đi, thì ngày mai là 101, thì có nghĩa là nâng lên á, khi giá ở trong nước nó biến động thì qua ngày sau nữa thì mới mới biến động, chứ không phải là qua ngày mai là biến động theo giống bên kia. Nó có một cái sự chênh lệch khác nhau. Viện du lên làm gì? Nói chung thì ngay bây giờ thì tao thấy là nhà nước mình cũng đang bao cấp về cái người xăng xăng dầu ở chứ, rồi thả nổi một cái là chết ngay, thả một cái là chết ngay liền. Độ hiện giờ giá dầu xăng ở thế giới là rất là cao, ở Mỹ có nhiều bang tới 7 đô rồi, 7 đô một ga lông, rất là mắc, mắc hơn Việt Nam rất là nhiều. Bởi vậy cho nên ra nhà nước hiện đang đang phong đang kiềm tỏa cái giá xăng đó. Nếu mà thả nổi là chết ngay. Và ở nước Mỹ nó có một cái lạ là cái mỗi cây xăng nó mỗi giá khác nhau, rồi cho nên không có đồng nhất. Đó. Còn ở Việt Nam mình như từ đầu là đến cuối hẻm xăng hay một giá là một giá, đâu cũng một giá đó, nó hay cái chỗ đó. Có ba vùng mỗi cái nói thế, tức là xăng ở Việt Nam có ba vùng, vùng 1, vùng 2, vùng 3, nó liên quan đến quá trình vận chuyển của xăng dầu, nhưng mà nó chênh đúng lệch nhau không quá, mình phải nói là nó cho nó gọi là ngọn ngành, không mai nó lại cãi. Thực ra nó có ba à, loại giá xăng, cùng một loại xăng nhưng nó có mà ba mỗi loại, nhưng mà cái việc chênh nhau ấy, tức là vùng 1, vùng 2, vùng 3 nó chênh nhau không nhiều, vùng 1 là nó đắt nhất, vùng 3 là vùng mỗi cái sâu, vùng cây sau. xăng nó bố cái mỗi cái xăng mà bán giá khác nhau, bố có đặt cái dấu hỏi là xăng thật xăng giả gì không, xăng chất lượng sao mà ta Cái xăng thật xăng giả thì nó không ở Mỹ thì không có đâu, bởi vì cái trữ lượng dầu của nó rất khá lớn và cái nước tiêu thụ giờ lớn thế giới thì họ nó nghĩ gì xăng giả hay thiệt, nhưng có cái điều mà nó tùy tiện, thí dụ nhưng mà tùy tiện thì cũng có cơ sở là bởi vì cái chỗ đó nó khắc nghiệt, thí dụ như là chỗ đó đường vận chuyển nó xa xôi thì nó cũng dính líu về xăng dầu, mà xăng xe cộ nữa vận chuyển cái vận chuyển đó, cái ra nó cao. Hoặc là nó những cái nơi nào mà làm nó nó nằm mà nó nằm ở cái chỗ thuận tiện thì đương nhiên nó lại giá thấp xuống, ví dụ vậy. Nó cũng do tùy tiện, nó không đồng nhất, nhưng mà nó cũng có nhiều cái lạ lắm. Đồ mà cũng trong một thành phố, cây xăng này cách cây xăng kia khoảng vài lóc đường thôi mà giá cả nó cũng khác nhau, cái điều đó mới khó hiểu. Chứ không phải nếu mà ở ngoại ô hoặc là ở trung tâm này kia thì chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà ở trong thành phố nó gọi là cao thì tới ngã tư này có cây xăng, tới ngã tư kia có cây xăng thì cách nhau một ngã tư đường, nhưng mà cái hai cây xăng đều khác giá nhau, nó kỳ chứ đó. thì cái điều này á, mà cái đám dân chủ cùi ở trong nước á là cố tình không biết, còn cái đám mà chống phá thì nó phớt lờ qua là cái chỗ này đó. Bố giờ nó ra một cái ngoài chợ nó mua bó rau, nó mua con cá, thì con cá đó ở từ đâu ra, ở từ sông từ biển người ta bắt lên đưa bán cho nó, thì nó lại đi khóc là kêu là phải chịu thuế ở trong đó, thì ai dưng tới mồm cho đó mà ăn, mà còn đòi tất cả mọi cái, thì người để có cái mà mình sử dụng đó thì người ta bỏ ra biết bao nhiêu công sức mà nó lại không chịu bỏ tiền ra, rồi còn khóc than đòi cho không hay sao, là mình có cái xã hội nào mà đem cho không như vậy, chưa chưa tới Bữa nay đúng chỗ nói đó. con mẹ ai nhiều, mệt, nhiều khi cãi lý tụi nó mệt, tại bởi vì nó cố tình nó không hiểu, nó cố tình nó không hiểu, hiểu không? Không phải nó không hiểu, có nghĩa là nó đã biết rồi nhưng mà nó vẫn ghét lên ra, vì đó nó cãi chày cãi cối, nó nói những chuyện mà đủ trên trời dưới đất không còn tận tào lao. Mà tao nhiều khi bây giờ tao biết rồi, ở bên nước ngoài á, bắt lên trên mạng là bắt thấy nhiều khi trong nước có những cái thành thần cũng cụi, nhưng tao thấy về nước mà tao yên tâm tao ngủ là bởi vì nhà nước tao thấy nghe nói mà qua kia rồi, cái người dân họ không quan tâm đến chính trị và họ không quan tâm tới đời sống, họ chỉ biết kiếm tiền và thôi, và chẳng những người bình thường chẳng bao giờ họ để ý tới cái chuyện thuế má. Đúng. Nhưng mà ngược lại những đám mà thứ mà nó lại không thích xã hội mình dân chung cùi thì nó hay bươi móc ra những chuyện tào lao. Và tao nói cho mày nghe, có những tao nói cho mày nghe nè, có những cái cửa hàng tạp hóa, những cái đại lý mà hầu như từ xưa giờ ta cũng chưa đóng, người dân không biết đóng thuế là cái gì, nó hẳn là người dân không biết đóng thuế, mà đây cái nhà này nè chứa gạo là chứa tấn chứ không chứa 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 chứa, chứa ký, mà từ năm không biết đóng thuế, không biết đóng thuế là cái gì, người dân mà nó sung sướng vậy đó, nó sung sướng tuyệt vời vậy đó. Và những người ví dụ như là tiệm hủ tiếu, tiệm nói chung là các sản tật đều thấy không có đóng ai đóng thuế,
chỉ có đóng thuế là những doanh nghiệp mà có đăng ký, những doanh nghiệp vừa nhỏ hoặc là vừa lớn là gì đó, thì họ đăng ký doanh nghiệp thì họ đóng thuế, còn hầu như người dân chẳng có biết đóng thuế, còn mẹ thì tiệm tạp hóa chẳng đóng thuế, mặc dù tiệm tạp hóa rất là lớn mà họ đóng thuế không biết thuế cái gì mày tốt ngô chứ. Thì liên quan tới cái vấn đề thuế này thì con nói nhiều lần rồi, là nhà nước tạo mọi cái điều kiện cho người dân để có cơ hội, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình của mình, phát triển bản thân. Thế những cái đó tụi nó không có cố tình là nó bỏ qua hết, mà trong khi nhà nước là tạo mọi điều kiện, không cố gắng vươn lên, rồi cái nghèo, rồi cái khổ, là rồi cái thất bại, cái là đổ thừa cho nhà nước. Cái thằng khóc rồi, thằng lao. Mà ở đặt ra một cái điều kiện giữa các nước tư bản với đất nước Việt Nam, vươn lên ở Việt Nam dễ gấp 100 lần so với ở tư bản. Tư bản đâu phải muốn dễ làm giàu là làm giàu đâu, còn cái thực tế nó không có chịu nhìn nhận, mà cái đám ngu ở trong nước nói, dân chủ cùi thì nói một cách khác cho nó công bằng là lớp trẻ Việt Nam mình bây giờ rất là hay nói chuyện, mình nói chuyện cũng tỷ là chuyện bình thường, chuyện đối với cũng nói rất bình thường. Ở đây tôi nói thật mày nghe, tuổi trẻ mà nó năng nổ, nó có đầu óc sáng tạo, ba mấy 40 tuổi rồi nó đã là giám đốc một cái công ty rồi. À, có dân nó nói đi đi đâu xa rất là nhiều nhiều đứa 30 mấy 40 tuổi là đã có tiền tỷ trong tay rồi. Chó nhà đây bác ơi. À. Nhà có khách nhá, bác cầm nói chuyện đi, em xin phép. Rồi. Rồi. Chào anh em nhá. Rồi chào anh. Dạ. Thì nói chung thì ta về đây mới 10 ngày, 11 ngày thôi, nhưng mà ta thấm cái điều là ở đây ta rất là yên tâm và cảm thấy là ta không có còn lo, ta không có đừng đến tuổi rồi cho nên vì đó những cái mình dự đoán là mình hay lo sợ mông lung ù má tại sao này, nhưng mà tới giờ đây ta cảm thấy ta rất mà ngủ thoải mái là bởi vì sao, người dân Việt Nam mình nó không giống như vậy, mày cũng la la mà làm à, cái chuyện nhỏ bên lề xã hội thôi, thực chất là người Việt Nam mình rất là vô tư, mà thấy rõ ràng rất vô tư, còn không nghĩ gì đâu. Mình thì mình lên mạng thường xuyên thì mình cảm thấy là tụi nó mình thấy ghét rồi, chứ thì thực chất người Việt Nam mình á, thậm chí mà thấy cái thằng gì Tùng Lê rượu má nó chửi luôn cả dân tộc, thấy không, rượu má đồ thứ rượu ngu không biết đứng lên phấn đấu, rượu má nó không, người ta hài lòng cuộc sống người ta mà nó kêu phấn đấu tranh đấu cái gì không biết tranh đấu đồ lao đồ chiến đồ thứ gì ngồi mà, nó mà theo bố chuyện. Theo bố thấy á, những cái thành phần đó là học những cái tính xấu hay là còn giữ lại những cái tính xấu, những cái thành phần chống đối xuyên tạc á, những thành phần đó là theo bố nghĩ là họ giữ lại những cái tính xấu ngày xưa hay là do nó học hỏi những cái tính xấu ở nơi khác mà nó xấu tính, nó bận tính như vậy. Nó bận tính là do cái bản chất của nó, chứ tính xấu gì rồi mà nó còn sót lại trong người đó. Chứ bây giờ tao nói cho mày nghe, thậm chí những cái mày thấy rõ ràng càng ngày cái cộng đồng chống đối cờ, mày gọi là cái chống đối cờ vàng đó ở bên hải ngoại, nó càng ngày nó càng teo tốt, mà thấy không, tới bây giờ cái thủ tướng mà bên chính mà qua bển không, trời ơi, trong đó người ta muốn còn ngoài cái bốn mạng ở ngoài này, ngoài bốn mạng biểu tình, mà thấy không, ngày xưa cách đây 20-30 năm gì trước nó rầm rộ cả mấy ngàn người, từ ngày nó càng teo tốt bởi vì cái tiếng nói của họ không đúng, họ không trung thực, họ mà thấy rồi họ suy nghĩ về đất nước mình một cách tiêu cực, họ nghĩ là chắc là lẽ họ tới nói là cái đầu óc họ bị đóng khung, họ cho rằng đất nước mình là mang ri mọi rợ rụng á, giống như kiều trước 75 vậy đó, cho nên ra tới đó vậy đúng không, không phát triển này cái gì mà họ biết đâu rồi, mà họ về đây họ choáng ngợp, thậm chí là cái thằng mà ta cũng rất ghét là thằng Đăng Nguyên mà nó cặp cái cầu đường Thủ Thiêm Hai mà nó ngồi ở trong trồ, nó ngồi nó khen này kia, nó không ngờ thế, rõ ràng nó chuyện nó sao nó về tới nơi nó về được rồi, rồi nó mới xác nhận, rồi nó nhìn thấy quê hương như thế nào thì nó xác nhận thì mới rõ ràng được, nhưng mà cái đám bên kia thì đéo được về, nó không được về vì nó không được về thì nó tức tối, nó có nhiều cái lý do không được về, nhất là bây giờ tôi nói cho bạn nghe, những người ăn qua phe mà ra khỏi nước Mỹ là 29 ngày rồi nó chắc liền luôn, nó đâu có cho bạn ra gì đâu, không có tiền về. Điều nhất, điểm thứ hai là những cái thằng chống đối cực đoan thì nó có danh sách, và những người đó nhà nước mình không cho về, thí dụ là vậy thì những người đó anh không có tiền, thứ nhất là không có tiền về, thứ hai là không được về, thứ ba là anh tính cách là coi như kích động những cái thành phần chống phá thì không về, mà kề khi mà không về được thì mặc sức như là cái đám như Tùng Lê, Hoàng Tuấn Bạch hay là cái gì đến nhầu ở đủ mà. Toàn là chi là tiêu thù cá nhân không. Để ngày xưa trong quá khứ té ra là tôi biết là cái thằng Quỷ và đen dò ngày xưa năm 2018 nó về đến, nó suối từ đi biểu tình nó bị bắt, bị công an bắt,
Đồ, mà cho nên ra anh tức anh quê đồ cho nên từ đó anh suy tạc luôn đồ nó đó cái gì nó cũng vậy thôi chứ đủ bình thường chứ bình thường đâu có ai đâu mày sống bình thường mày ngon làm thì đủ mà mày làm giàu kệ mày chứ đâu có ai mà để ý nó làm gì nhưng mà đây toàn những thành phần là những thành phần đó là mình chống đối mà có tính cách tiêu cực cá nhân chế độ mà nó không có nghĩ tới xã hội đất nước con mẹ gì hết trơn á độ má tụi tào lao không mày mà nghĩ sao vậy đà, con hỏi thật bố luôn nha. Ví dụ như bố về về Việt Nam, bố về 10 ngày nay rồi á, thì bố cảm thấy là dân Việt Nam có nên là đấu tranh hay không, và cái cuộc sống của dân Việt Nam cũng như là cái tình cảm của dân Việt Nam như thế nào, bố cho nhận xét coi. tao nhận xét người Việt Nam rất là vô tư và hiện giờ họ rất là lạc quan tao thấy ngoài đường ngoài xá xung quanh tất cả mọi số người trời người họ giống như bài ông những cái là tấm cuối họ giống cần mẫn và họ làm tao thấy là họ hài lòng với cuộc sống xã hội bây giờ thậm chí tao cũng hài lòng nữa có ghê là ở đây nó có những cái mà vượt trội là tao về đây tao biết là thức ăn thức uống vượt trội cái là rất là ngon mà rất là rẻ 20-30 ngàn là no bụng rồi nó thẳng mày nói chung là cuộc sống mà mình rất là tao nói một cách khác là người dân Việt Nam rất là dễ sống có nghĩa là ở đây là mày đi không không cần làm biếng là mày là đủ sống rồi mày không làm biếng là đủ sống rồi mày không cứ thôi còn đừng có nói làm giàu ở Việt Nam tao không nói mày là cái là Việt Nam mình chưa phải là một đất nước công nghiệp cho nên trên vấn đề xã hội nhà nước giống như con nói vậy. Nhà nước mở cửa cho những doanh nghiệp hoặc là những người buôn bán nhỏ lẻ hoặc là những cái như người dân họ rất là dễ sống hơn bình thường dễ sống chỉ có trừ trường hợp những trẻ ăn không ngồi rồi làm việc biếng nhác thì họ mới sống được thôi và tao thấy hầu như tất cả mọi người ở đây đều bằng lòng với cuộc sống hiện tại họ rất là tươi gặp nhau chào hỏi bình thường mặc dù họ thấy vậy là bán vé số vậy đó, nhưng mà họ đi bán cũng được không bán cũng được và tao nói cho mày nghe họ không lo cái miếng ăn giống như ngày xưa nữa họ không sợ đói giống như ngày xưa nữa họ không bệnh nó nói một cách khác là họ không thể đói được mẹ có nói không giàu thì không giàu được bởi vì ta là cái nghề của người ta vậy họ họ không có bằng cấp họ không bù chữ hoặc là họ thiếu kiến thức rồi thì họ nhưng mà họ không thể đói được trưa thì cũng có cơm ăn chiều ngày ngày ba bữa cũng có đầy đủ